Thanh niên 5 tuổi lấy vòng vàng trị giá 35 triệu của mẹ để mang đến lớp tặng bạn gái. Nhiều anh trai xem mà bái phục. Câu chuyện được chính mẹ của cậu bé chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bên Trung Quốc. Theo đó, vào một ngày đẹp trời, người mẹ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm lớp mầm non của cậu con trai 5 tuổi. Cô giáo cảnh báo người mẹ rằng nên cẩn thận với những đồ trang sức của mình. Hơi bất ngờ, nhưng sau khi hỏi ra nguyên do thì bà mẹ cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. Hóa ra cậu con trai quý tử của cô đã lấy vòng của mẹ mang đến lớp để tặng bạn gái. Sau khi bị bắt quả tang, cậu nhóc cùng chiếc vòng đã được cô giáo gửi về nơi sản xuất. Được. Hảo án. Chiếc vòng vàng này có giá trị lên tới 10.000 nhân dân tệ, tương đương 35 triệu Việt Nam đồng. Khi được mẹ hỏi rằng cậu lấy vòng để làm gì, cậu bé dõng dạc trả lời để tặng cho người ấy. Người mẹ tiếp tục: sao con lại lấy vòng của mẹ? Con có biết chiếc vòng này là quà mà bố tặng mẹ không? Nhi đồng mới 5 tuổi nghe vậy khẳng khái đáp: con không biết, con cũng chẳng quan tâm, con chỉ muốn tặng cho bạn ấy những thứ tốt nhất mà thôi. Nó ở cái tầm. Tình huống khiến bà mẹ cũng dở khóc dở cười với cậu con trai cưng. Đúng là tuổi trẻ tài cao khiến nhiều anh trai phải xách dép bái phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV. Tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.